Vâng, xin trân trọng mến chào anh Lộc, anh Alen, quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Huế Việt Nam ngày nay. Anh Lộc là người thụy sĩ gốc Huế, còn anh Alen là gốc thụy sĩ luôn, thưa quý bạn. Hôm nay mình đại diện hai nhà hảo tâm, đó là anh Lộc và anh Alen, cùng mời quý bà con, những người đi xe thồ xích lô bán vé số, cùng ăn một buổi sáng đầm ấm và có cái phần quà của hai anh gửi đến bà con, giúp cho bà con một cái phần vui vẻ trong một cái ngày mới. Bây giờ là 7 giờ kém, trời buổi sáng ở Huế. Hôm nay trời rất là mây mờ và gió cũng hơi lạnh lạnh. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi. Đây là quang cảnh đường Nguyễn Trường Tộ vừa đổ xuống khỏi nhà thờ Phủ Cam. Trước mặt chúng ta là cầu Phủ Cam. Đường Phan Đình Phùng bên cạnh bờ bắc của sông Bắc Cừ. Rẽ qua đường Hai Bà Trưng, quán cơm Chị Tèo. Đây là ngã tư giữa Hai Bà Trưng và Nguyễn Huệ. Bên kia đường, địa chỉ 56 Hai Bà Trưng, có quán bún Kim Đồng 1. Dạ thưa ông. Dạ. Dạ. Sao hôm nay ông đi Mori? À, dạ ông Nguyễn Văn Biển 56 tuổi, 84 tuổi. Ông hình như là không nghe vì tai ông điếc. Điếc à. Con cảm ơn ông. Ông làm nghề đạp xích lô. Bà cũng đạp xích lô? Bà đạp được mấy năm rồi? Đạp thế là còn có 20 năm rồi. 21 năm rồi. Bữa nay đạp được không? Có tiền không? Bữa nay mô của cái bữa nay là mấy tiền ngày khoảng được 700 triệu cách. Dạ. Ừ. Rồi là không đủ sống hả? Ừ. Dạ. Tôi đi là phải năm nay thì là tôi 72 tuổi đấy. Dạ, bác tên chi? Phan Văn Bê. Phan Văn Bê. Dạ. Thường hay đầu xe chỗ mô? Bình Đông Bá. À, dưới Đông Bá. À, dưới Đông Bá. Dạ. Chào bác. Chào em. Bác thường đạp xích lô hay là đi xe thổ? Đó. Đó, trời đang mưa và bác cũng sợ xe ướt cho nên chỉ bác đã dắt vào ở bên trong cái hiên của nhà người ta cho đỡ mưa. Dạ có, chào bác. Bác bán vé số à? Bán vé số là ba phần của cháu ạ. À, nơi đưa phần của cháu à? Dạ. Ngày ngã ba. Một ngày bữa nay bán được mấy trăm cái? Mình nói ế lắm. Ế lắm ha? Dạ. Dạ. Được trăm không? Dạ không. À dạ, rồi dạ, bạc tới chi ạ? Ký. Phan Cảnh Ký. Phan Cảnh Tý. Ký. 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 Dạ. Ký tức là ký sổ á. Dạ. Dạ, con cảm ơn quá. Dạ. Dạ thưa mẹ. Rồi. Dạ. Mẹ cũng bán vé số à? Bán vé số. Hai bạn chỗ mô? Bạn hai bạn được Phan Mạch Châu, cái chỗ lắng Phan Mạch Châu á. À dạ rồi. Hai ô mua hai bên. À hai ô mua à. Dạ. Trời rất là hay. Cách bên khoảng 20 mét là mưa rất là lớn. Nhưng mà ngay cái chỗ này thì không có giọt mưa nào. Dạ xin chào bà Quốc. Cô lính. Dạ. Đây là xe của bà hả? Dạ rồi rồi. Dạ. Sáng nay bà đã đi được vòng mua chưa? Chưa đi vòng mua hết. À dạ rồi. Dạ. Nghe nói mừng quá mới chạy qua rồi. Bà nghe răng. Nghe nói cháu phiếu mừng quá mới chạy qua. À dạ rồi. Dạ. Chắc là cháu phiếu là biết có tin vui rồi. Dạ phải rồi. Dạ rồi. Dạ. Bà năm nay mấy rồi? Con quên rồi. Tôi năm nay 76 tuổi rồi. À dạ, 76 tuổi. Sức khỏe. Bữa nay một ngày kiếm khoảng bao nhiêu? Một ngày bữa nay cháu cao tay 20 ngàn là nhiều thôi. Ồ, một ngày kiếm được 20 ngàn. Vì đầu năm đây thì một đô la ngày. Dạ. Dạ. Đầu năm chứ cũng có khách. Dạ dạ.
Dạ thưa bác, sáng nay có vẻ là có như bác vừa chở hàng xong à? Dạ, mới chở hàng xong đấy. Dạ, chuyển hàng vừa rồi bao nhiêu tiền? Có 5 ngàn, 20 ngàn mà anh. 20 ngàn hả? Dạ, dạ. Chở cả gì? Chở tay cây rồi thôi. À dạ, dạ, chở sáng không? Mới đông ba qua ăn kiều vừa rồi. À, đông ba qua ăn cừu. Dạ. Bác thường một ngày chở được kiếm khoảng bao nhiêu tiền? Có mua anh, ngày khoảng chưa được 70 ngàn rồi. Chạy chấp buổi sáng là 70 ngàn đây rồi. Khoảng 3 đô la. Dạ. Thôi lên rồi. Dạ thưa bác tên chi? Ngô Châu. Dạ bác Châu. Dạ. Bác trực mặt thì bị lạc tai, không nghe được. Các bác cùng với Bình cũng đang đợi một số bà con nữa. Vì sao hôm nay mời 20 người ăn sáng và gửi quà cho bà con. Tìm vào đây. Thủ quỷ ra đoạn ông cụ. Bác đi nhận quà không? Tại bác đi nhận quà không có con người, con có người cho bác cái phiếu không? Mẹ bán được cái vé số mốt chưa? Không, nhưng mà mẹ bán được cái nào chưa? Bán mấy cái mấy. Mẹ bán mấy cái hả? À dạ, con sợ. Dạ. Bây giờ rưỡi thôi. Rồi nay một ngày bán bao nhiêu cái? Cho thờ mưa rồi nè. Dạ rồi, thôi con mời các bác, các ông, các mẹ dạ, đi vào quán Kim Đồng 1 để ăn bún. Dạ. Kính thưa quý vị và các bạn, biết là cụ già nhiều khi đi lên đi xuống là vất vả, nhưng mà thường bên phạt là cũng rất nhiều người tập trung lại, cũng khá là lộn xộn. Cho nên chỉ theo đề nghị của chủ quán cũng như kinh nghiệm của Bình thì thôi, Bình sẽ thấy là các mẹ, các ông đi cầu thang được hết. Mời các ông, các mẹ đi lên tầng trên cho nó gọn gàng, thân cảm. Đây là cái nồi chi chị? Là cái nồi nước. À, nồi nước. Ừ. Chống lằn, dạ. Sờ thịt mềm. Dạ. Ở đấy là em biết là chị bán giá 35 phải không? Dạ, nhưng mà bây giờ nhờ chị múc cho nó có ngon á, tô 40 luôn. À, xương heo, xương bò cũng có. Dạ. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngoài trời vẫn đang mưa, rất là xúc động bởi vì có hai nhà hảo tâm đang mời quý mẹ, quý bác ôn trong cả cái nghề đi xe đạp thô này, xích lô này, bán vé số, những người cao tuổi đúng ra là nghỉ ngơi an dưỡng nhưng mà phải lao động để kiếm tiền. Dạ, con xin thưa các ông, các mẹ, các bác, dạ hôm nay có anh Lộc ở Thụy Sĩ và người bạn của anh là anh Alen là Thụy Sĩ luôn. Anh Lộc là gốc ở Huế. Hôm nay có lòng về cả ôn các mẹ, mời cả ôn các mẹ một tô bún, như vậy là trị giá 40 ngàn, một cái lớn nước 10 ngàn. Đồng thời sau khi ăn xong là hai anh sẽ gửi ôn mẹ mỗi người 200 ngàn. Ôn mẹ có thể vui ạ. Trước khi ăn thì cho tròn vào tay ạ. Dạ, dạ, dạ. Rồi xin mời ôn mẹ chúng ta dùng bữa buổi sáng. Dạ, dạ. Tự nhiên, dạ. Ngon miệng, dạ. Thank you.
Các bạn biết không, anh A Lên người Thụy Sĩ rất là giỏi, nói được 7 thứ tiếng. Giỏi ha? Dạ. Anh Lộc và anh A Lên thân mến, thì sáng hôm nay em đại diện hai anh mời 20 người ôn mẹ những người lớn trong cái trường hợp mà bên mới nói. Tuy nhiên trời mưa, có lẽ là có hai người vì gì đấy mà chưa đến kịp, hoặc là chưa đến thì tí nữa xong thì không biết cụ thể như thế nào. Tuy nhiên số lượng đến thời điểm này thì có tất cả là 18 ông mẹ. Dạ. Ông thấy buồn răng không? Dạ. Ông thấy buồn như thế nào? Dạ, buồn thì cũng ngon vậy kìa. Dạ, ngon hả? Dạ, ngon, buồn ngon. Dạ. Dạ, buồn. Ông ăn rồi mời ông uống nước. Dạ. Bên này có thêm một người nữa, như vậy số lượng tăng lên là 19. Như vậy thì tổng số 19 người, và đến thời điểm này thì các ông các mẹ ăn cũng đã xong. Như vậy là các ông các mẹ ăn xong rồi, còn ai chưa xong không ạ? À, xong hết rồi ạ. Bây giờ đến cho phép con phát các cái phần quà của anh A Lên và anh Lộc, mỗi người một phong thư 200.000. Dạ. Dạ, con gửi không? Dạ. Con gửi không? Dạ. Con nha. Dạ. Con gửi không? Dạ. Ông ơi. Cảm ơn anh Lê, anh Lộc. Dạ rồi, dạ cảm ơn anh. Dạ bác thấy buồn răng ngon không? Buồn thì tuyệt vời rồi, quá ngon. Dạ. Hôm nay thầy cái tinh thần như thế nào khi bác nhận được cái sự yêu thương quan tâm của quý nhà hảo tâm? Hôm nay là tôi rất cảm động, vì ở Huế là 50 ngày là không mưa, là đứng nhân bị nặng hàng. Mà ngày hôm nay nhận được tiền của nhà ta trời, anh Lộc và anh Lên đã giúp đỡ, giống như là một cơn mưa đã đổ vào trong tâm hồn tôi. Thì dạ, tôi xin chân thành cảm ơn hai nhà ta trời là anh Lộc và anh Lên đã quan tâm giúp đỡ. Mà trong lúc là phát biểu ở đây là trời nước mưa, chứ không phải là trời nghỉ mưa. Mà trong lúc tôi là đang thiếu tiền và thiếu ăn, mà lại là có cái này nữa thì đúng ra về hẳn ngoài trời rồi chứ nữa. Yeah. 50 ngày ở Huế không mưa. Yeah. Thì quý vị đã biết rồi. Tức là bạn là trời cảm động. À, thì trời cảm động thì nắng hàng. Yeah. Thì gặp mưa rào thì yeah, là rất vui chứ có chứ nữa. Cái cây mình mà gặp mưa lần tới lên. Thế nay hôm nay mà trúng mưa mà Huế mình 50 ngày không mưa này. Yeah. Tôi hỏi là bạc quý danh là chi ạ? Tôi quý danh là Trần Đình Hoàng, 82 tuổi. Trần Đình Bàng á? Noàng, Noàng. À, Trần Đình Noàng. Noàng. 82 tuổi rồi. Dạ, hay này thôi, hay đi để khai. Ngày hôm nay là toàn thể này là hay qua đây mà ăn một người là một cái bụng, là rất là cái quý hoa. Mà thưa với anh đi là khai cũng dừng là tôi cũng là cảm ơn là... Hả? Anh Lộc và anh A Linh. Dạ rồi, dạ. Dạ thôi thì dạ, cảm ơn bà, cảm ơn con hiểu ý của bà. Dạ rồi, dạ. Chúc ông mẹ luôn khỏe và nhiều người được, tức là được nhiều người thương đến. Dạ, dạ, dạ rồi, dạ, chúng ta cho tràng một tay cho nó rôm rà các bà. Cảm ơn một lần nữa, dạ rồi, dạ, dạ. Rồi, như vậy là trời mưa về hơi vất vả mấy ha. Dạ. Cảm ơn các mẹ đang mặc áo mưa để đạp xe về. Vì trời mưa cho nên chi nhiều người cũng phải nặng lại đợi cho tạnh mưa.
Vâng, kính thưa anh Lộc và anh Alen, hôm nay như vậy bên phạt ra 20 phiếu nhưng mà có 19 bà con đến được, còn một người không đến cho nên chỉ còn dư một phần quà và một tô bún cũng như là một lon nước nữa. Đến đây thì bên cùng rất là cảm động, xin có lời chân thành cảm ơn anh Alen và anh Lộc rất là nhiều đã thương bà con cũng như là tạo điều kiện cho mình, giúp cho mình cái chi phí để đi làm YouTube. Xin kính chúc hai anh mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống, cũng như là quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo. Trân trọng. Cùng hẹn gặp lại ha. Xin cảm ơn rất nhiều.